Trong không khí an bình của mùa Giáng sinh, kính mời quý vị cùng gia đình và bạn bè đến thưởng thức chương trình Niềm vui Giáng sinh năm 2019 do Lido Sài Gòn TV tổ chức tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Chương trình Niềm vui Giáng sinh năm 2019 được các hội đoàn, ca đoàn và các ca sĩ tài năng trình diễn sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 14 tháng 12 tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Chương trình phát hình trên LSTV băng tần KDOC 56.10, LSTV 2 băng tần KPOM 14.2, Galaxy Satellite 19, Canada và toàn cõi Hoa Kỳ, live streaming trên website lidosaigontv.com. Mọi thông tin và bảo trợ cho chương trình xin liên lạc Lido Sài Gòn TV số điện thoại 714-979-9562, 714-979-9562. Chương trình này được bảo trợ bởi Cháo S Singapore 714-884-4879. 0% lãi suất khi vay mua đàn piano Yamaha mới và trả hết trong vòng 18 tháng. Anaheim Union High School District.